Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại. Tôi là Phương Ngô Dưỡng. Yes. Chúc bạn ngày mới vẻ. Hôm nay tôi sẽ thiện clip làm một cái sân bóng ở trên mặt nước. Chiều dài của sân bóng là 9m, chiều ngang của sân bóng là 6m. Thì cái sân bóng trên mặt nước này có diện tích cũng khá là lớn, đủ để 10 người đá trên đấy được luôn ấy các bạn ạ. Thì chúng tôi đang làm cái khung, thì bây giờ là giờ giải lao nhé các bạn nhé. Anh em đang ăn bánh mì mới uống nước. Đấy. Nghỉ ngơi. Thì hôm nay là ngày mới rồi, chúng tôi lại tiếp tục làm cái bè trên ao này. Thì bắt ngoặt được cảm thấy làm ở dưới nước thì đỡ mệt hơn đúng không? Cho biết. Cháu nhìn nó biết nhẹ lắm. Cháu mỗi lần vặn dây thì phải há mồm nghiến răng. dưới nước thì nó đỡ nóng hơn, nhưng mà ý là tất cả các thao tác nó khó. Đúng từ rồi. Đo đạc hoặc là vận chuyển nó khó. Em bên em mang cái móc vứt đây, đừng vứt vào mắt là được. Thao tác thì nó chậm hơn một chút, làm lâu hơn một chút, nhưng mà nó đỡ nặng hơn. Kiểu khung này nó ở dưới nước luôn rồi. Sau hơn một ngày làm thì khung đã hoàn thành rồi, bây giờ chỉ cần gia cố thôi. Gia cố để chúng tôi sẽ đặt những chiếc thùng phi này vào các góc, làm sao cho cân đối, và như vậy thì chiếc bè sẽ lổi lên trên. Chắc chỉ khoảng nửa ngày nữa thì sẽ đặt được thùng lên. Sắp xong rồi. Sẽ cho thùng và trong khung nhá, để cho khung nó nổi lên. 1, 2, 3. Lên. Rồi. Lạch rồi anh con ơi. Lên nữa nhá. Rồi. Hơi lạch đoạn này. Sang bên này tí. Đấy. Rồi. Đấy các bạn ơi, độc thiết kế cái phần khung này bọn chúng tôi đã mất 1 ngày rưỡi. Các bạn phải làm dưới nước nó hơi khó khăn. Bây giờ chúng tôi là làm toàn những cái dự án to lớn này. Hơn đấy. Rồi. Bởi vì cái khung này rất là to, mấy chục mét vuông cơ mà. Dài khung. Rộng chiều dài 6 mét, chiều rộng hơn 9 mét. Hỏi thật các bạn, từ bé các bạn đã thấy ai làm sân vận động trên mặt nước chưa? Các bạn cứ comment ở dưới nhá. Nếu mà có thì bỏ không, mà không thì bỏ có. Không thì bảo không. Và chúng tôi đã làm xong cái mặt sàn ở trên, nổi trên mặt nước. Đây như các bạn thấy là rất là rộng, rất là to. Cái sàn này rất là chắc chắn nhá. Tôi đang đi trên sàn này các bạn này. Lênh đênh giữa mặt nước luôn. Đấy. Rất là chắc. Đây giống như là con thuyền khổng lồ ấy nhỉ. À ừ, xong clip sân bóng này các bạn làm luôn cái thuyền khổng lồ được ấy. Đây khác cái du thuyền hôm giờ anh em mình thuê ở Hạ Long đâu, thật. Sáng nay kiểm tra độ chắc chắn của sàn cho các bạn xem đi. Đấy. Nói chung là chạy nhảy thoải mái luôn. Như các bạn thấy thì sàn nó rất là chắc luôn. Chúng tôi có thể đá bóng này, rồi làm mọi việc ở trên cái sàn này luôn. Chúng tôi sẽ đá bóng ở giữa ao cơ, chứ không phải ở rìa như này. Đây là chúng tôi đang thiết kế thì chúng tôi làm ở rìa thôi, chứ khi nào sân bóng hoàn thiện tôi sẽ kéo ra giữa ao. Chúng tôi sẽ đá bóng giữa ao luôn. Anh em tôi đang giải cỏ cho sân bóng nha. Đấy. Một lớp cỏ xanh mướt luôn. Mướt mượt 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 luôn đấy. Không khác gì Old Trafford của Manchester City à. Các bạn thử nhận xét xem sân bóng của tôi làm có đẹp không. Đấy. Wow wow wow. Cái cảnh tượng sân bóng nó đang được di chuyển ra giữa ao này thật sự là rất là đẹp. Quá hoành tráng luôn. Tuyệt vời các bạn ơi. Wow wow. Sáng su bánh côn mấy băng còn đang đẩy ra giữa ao rồi. Quá chất luôn đúng không? Quá đẹp luôn các bạn ơi. Ngầu biết. Nhìn từ xa đẹp lắm các bạn ạ. Kiểu đi nhưng mà chắc chắn trong máy quay các bạn sẽ cảm nhận được không bằng cái cảm nhận thực tế ở ngoài. Nhưng mà thực ra nhìn rất là đẹp. Được rồi. Hôm nay chúng tôi sẽ trải nghiệm cái sân bóng nhá. Thì sân bóng bây giờ nó rất là xa, thì muốn ra được sân bóng để đá bóng thì chúng tôi phải bơi. À, anh Côn tán úp bụng xuống nước hết rồi. Thôi cái này mang sau không thì nó sóng. Đây là một người bờ đi theo thơ phao kìa. Chấn vào. Ui. Qua đầu mình. Yeah.
Và đây là sân bóng nổi trên mặt nước của chúng tôi. Các bạn nhìn xem, đây là tổng trên sân là có 6 người nhưng mà sân nó vẫn bình thường, không sao hết. Đấy. Bây giờ tôi thử làm mấy động tác lừa bóng cho có sân chung nhá. Có cái thảm này nó hơi trơn một tí nhưng không sao bạn ơi. Cái thảm này nó hơi trơn một tí nhưng mà cũng được, không sao đâu. Đồ côi được. Mọi người thấy sân bóng của tôi làm có hay không? Đúng rồi. Các bạn thử bình luận nhá. Thì sân bóng tôi như sân bóng bình thường thôi, chỉ có hai cầu gôn đấy, hai cầu gôn. Chia làm hai đội sẽ thi đấu với nhau để xem là cảm giác đá bóng ở trên mặt nước nó sẽ như thế nào nhá. Bình thường là tôi ở trên sân cỏ tôi đã là vua rồi các bạn ạ. Chứ ở trên sân này khả năng tôi vẫn là nhà vô địch. Các bạn xem tôi skin vài quả nhá. Rồi, đúng nào đấy. Đấy, chỉ qua vài động tác cơ bản đấy các bạn biết trình độ tôi như nào. Cứ ai mà hôm nay về đội tôi đảm bảo sẽ chiến thắng. Các bạn, lần đầu tiên tôi được trải nghiệm sân bóng trên mặt nước các bạn ạ. Cảm giác nó thật là phiêu lưu các bạn. Cảm giác nó bồng bềnh, nó gọi là như trên mây ấy các bạn ạ. Thì mọi lần bóng chuyền tôi hay đặt tên ở bên Phương, đặt niềm tin vào Phương Hữu Ngọt thì nộp cả một tháng rồi các bạn. Thì hôm nay thì thấy anh Ngọt bảo là skin nhất nàng thì thôi tôi đặt niềm tin, vẫn đặt niềm tin vào anh Ngọt xem có lộp nữa không các bạn nhé. Các bạn hãy chờ đón kết quả nhá. Đây là sân bóng sập sình chứ không phải sân bóng nữa các bạn ạ. Đây là kiểu nó sập sình sập sình này. Không biết có đá được không nữa. Đội đen sẽ gặp đội trắng nha các bạn nhá. Ok. Ok. Bắt tay đây trọng tài. Rồi, tôi trọng tài. Trọng tài áo đen là cũng bên đấy. Bắt tay ra nhá. Thẻ vàng thì đỏ ra ngoài nhá. Lỗi mất à. Ừ, ok. Tôi đội đã thắng hả? Tuyết. Rồi. Rồi, để tôi đi. Để tôi đi. Đi anh. Mình đi. Mình đi. Mình đi. Mình đi. Mình Rồi bắt đầu múc. Rồi xuống ao nhá các bạn nhá. Đá biên đi. Rồi tuyết. Rồi. Nạn xuống ao, các bác này nạn xuống ao rồi. Đấy, chuyển mạnh quá. Mỗi lần bóng rơi ao là lại phải nhảy xuống ao lấy. Đã thế gì nữa. Bóng ở trên mặt nước này hơi vất vả một tí các bạn. Hơi kiểu mạnh. Hơi khó khăn ấy. Lỗi anh lỗi quả. Lỗi từ ban lỗi mấy quả. Đội là đá xuống ao tự nhảy xuống rồi. Đấy các bạn ạ. Đã thế gì nữa. Anh Dương ơi, sân. Sân này không phải sân to đâu anh Dương ạ. Rồi đội. Bên đấy đang cảm giác không có đá thế nào hết à. Ui. Kéo cái à? Lại tiếp tục rơi bóng. Bóng rơi liên tục hai đội. Anh Dương phải rồi. Đây là chơi thi nhảy xuống ao nhặt bóng chứ không phải trận đá bóng nữa các bạn ạ. Hai đội đá bóng tù tè. Em mà xuống đá chả quả là rơi. Sau vài phút thi đấu thì chưa có bàn thắng nào cả, toàn xuống ao nhặt bóng thôi. Rồi hai đội bắt đầu tiếp. Lần này tôi sẽ quyết tâm hạ bên này, này. Anh Hiếu mới đá đâu. Rồi. Rồi, chuẩn bị ai rồi. Rồi. Lại xuống rồi. Xuống liên tục vậy. Rồi, sút.
Sút, sút, vắt đá, vắt đá. Về đi, về đi. Đội trắng đang phối hợp với nhau rất là ăn ý. Rồi, khá là ăn ý. Cố lên. Anh Dương sờ kim rất là đẹp nhưng mà chơi theo kiểu rất là cá nhân cho nên là đã sút bóng ra ngoài. Tiếp tục. Vào. Sau một pha truyền hỏng của đội trắng thì đội đen đã dẫn trước với tỷ số 1-0. Đá với đội trắng tôi đá rất là nhà đúng không? Tôi thấy cái tôi đi bộ cũng vào được không? Đội trắng là thả rồi, đội trắng đang bảo thả rồi, không biết là đội trắng đá theo chiến thuật như nào đây. Đội trắng vừa có một pha phối hợp rất là đẹp nhưng mà sau đó Phương Ngọt đã dứt điểm không thành công. Đội trắng có những pha phối hợp rất là đẹp mắt nhưng lại có một pha lỗi rồi. Đội trắng thì chơi theo tinh thần đồng đội rất là cao, còn đội đen thì chơi cá nhân hơn. Anh Dương hay chơi cá nhân hơn. Phải có tinh thần đồng đội mới chiến thắng được các bạn ạ. Bóng đá là như thế. Nhưng mà có tinh thần đồng đội thì vẫn đang thua mất là tỷ số 1-0 nhá. Thế tôi thả ra bên kia 0-1 để cố gắng đấy. Ừ. 5 phút hết từ lâu rồi nhưng mà đây là đang đá phút bù giờ do là bóng rơi xuống ao quá là nhiều. Đánh đâu? Vào! 2-0. Đội đen có một pha phối hợp quá đẹp mắt. Đặt chọn niềm tin sai người rồi. Đá đâu? Trận đấu lại tiếp tục. Vào. 3-0. Đội đen đang chiến thắng rất là đậm. Tuyết tuyết tuyết. Hết giờ. Hết giờ rồi, hai đội vẫn đá. Bàn thắng không được tính. Bàn thắng không được tính. Hết giờ rồi. Không vào. Đội đen đang phối hợp với nhau. Tay lùi về này. Hết rồi. Biên. Thôi. Phản công nhanh. Giãn ra. À lại trượt vào gôn này. Vào. 5-0 mới có 2 phút rồi đã 5-0. Sau kết thúc hiệp 1 thì đội bên đen đã dẫn trước với tỷ số 5-0. Bên nhá. Dán một là lừa, hai là truyền. Vào 6-0 nghiêng về đội đen.
Đôi đen đang thắng rất là đậm các bạn. Tỷ số hiện tại là 6-0 dẫn cho TMPHD Phương Dương. Đen. Đội đen. Bên trắng yếu quá các bạn, chọn đội kém quá, giờ 6-0 đá nào nữa. Vâng, Phương Ngọt đang giữ bóng. Có chuyện hay không? Con. Đội trắng đang bị mất đoàn kết rồi. Do phải thua quá nhiều. Thì bây giờ đội đen đang giữ bóng. Vâng, một pha chuyền rất là đẳng cấp. Rồi anh cô đang giữ bóng và mất bóng. Vào. Vậy là đội trắng đã rút gọn được tỷ số còn 1-6. Phối hợp. Có sút vào không? Trận đấu lại tiếp tục. Vâng. Vâng, có một quả phản lưới nhà đầu tiên trong trận đấu. Trận đấu lại tiếp tục. Đội trắng đang có bóng. Vâng, Phương Hưng Ngọt đã để mất bóng. Bóng đi đập cột dọc. Không vào. Vâng, đội trắng đang giữ bóng ở trước cột gôn. Liệu có một pha phản lưới nhà hay không? Có vẻ như là sân bóng của chúng ta đang có rất là nhiều nước. Vào. Vậy là lại vào tiếp. 4, 6. Nhưng là đội đen. Đội đen vẫn đang dẫn trước hai bàn. Tuyệt. Cố lên. Chuyển ra. Phối hợp. Vào. Con của đội đen đã bị xảy ra sự cố. Sau trận đấu đầu tiên thì tôi cảm thấy là đá bóng trên mặt nước rất thú vị. Kiểu nó cứ sột sình ý. Nó làm mình điều khiển quả bóng rất là khó. Kiểu như là mình nó cứ trông tranh ý. Nó rất cảm giác mới lạ khi đá bóng trên mặt nước. Rất là thích, rất là thú vị các bạn ạ. Thì bây giờ tiếp tục trận 2 nha. Trận 2 tôi cố gắng chiến thắng. Tôi với anh Hiếu với cả Vinh một bên. Còn bên kia là bác Ngọt với Sáng với anh Côn một bên. Rồi. Vinh chạy té em vừa ngã vừa mặt đây. Vào đi. Rồi thôi. Đi là mình đấy. Đi là mình mà. Đi là mình. Đá bát tí. Với tí bảo. Rồi, rồi, sáng này.
thay đổi. Ui. Chúng ta ra swing rồi. Ui, ra, ra cả một phần này luôn. Sáng đứng ở giữa thôi, đừng lé nó khỏi đi đâu. Vinh bên đội tôi quá xuất sắc, tiền đạo xuất sắc các bạn ạ. Của mình ghi 3 bàn. Có khi đó đẳng cấp luôn các bạn ạ. Lên. Trần đá yếu quá các bạn, tồi tệ lắm các bạn. Tồi tệ các bạn, không rút điểm được. Bóng đá bóng trên mặt nước rất sướng các bạn, rất thích luôn nhá. Nó bồng bềnh rất sướng. Cảm giác trên là phiêu các bạn, là như kiểu trên mây luôn. Chúng tôi đá từ sáng bên đến bây giờ là hơn 1 giờ chiều rồi các bạn, đá vui quá nên mấy anh em ham đá quá ấy. Nên đá tận 1 giờ chiều bây giờ thôi chúng tôi nghỉ thôi. Thì đá bóng ở trên cái sàn nổi trên mặt nước này cũng rất là thích, rất là thú vị vì nó sập sình mà đá kiểu như nó mới lạ nên cảm giác rất là thích. Chúng tôi nghỉ thôi, mấy anh em thu đồ về ăn cơm, đói lắm rồi. Bây giờ là hơn 1 giờ chiều, đá từ sáng luôn. Bây giờ các bạn và tôi, bây giờ các bạn nhìn tôi cực kỳ là khác hồi xưa luôn, vừa đen vừa béo, nó đen xì luôn ý các bạn nhỉ. Đang béo lại đen. Vừa béo vừa đen, nói chung là bây giờ các bạn nhìn tôi ngoài đời vừa đen vừa béo nhìn xấu lắm. Các bạn dạo này làm clip ở ngoài nắng ngoài trời nhiều ấy, hôm nay từ sáng luôn. Từ sáng ở ngoài nắng luôn các bạn ơi. Thôi cảm ơn các bạn xem clip nha, hẹn gặp các bạn ở clip tiếp theo nha. Xin chào các bạn.